Vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức lễ thượng cờ tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung. Tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung là hai tàu hộ vệ tên lửa do Liên bang Nga sản xuất theo đơn đặt hàng của Việt Nam. Đây là loại tàu chiến đấu mặt nước được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có tính năng kỹ thuật chiến đấu mới. Tàu 015 và 016 được biên chế về Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Cùng với các tàu chiến đấu mặt nước hiện đại đã được trang bị, tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo và Quang Trung góp phần nâng cao khả năng chiến đấu, sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.